chào mừng quý khán giả đã quay trở lại chương trình Kiều Bào với quê hương. Ngày hôm nay với khách mời là ông Nguyễn Ngọc Lập, Tha Long TV tiếp tục câu chuyện Kiều Bào với quê hương với chủ đề bầu cử tại Hoa Kỳ nó như thế nào qua góc nhìn của ông Nguyễn Ngọc Lập. Từ Hà Nội, con xin gửi lời chào tới bác Nguyễn Ngọc Lập ạ. Trước tiên là bác xin chào con với lại bố mẹ, với anh em, vợ con tại Hà Nội. Và kế tiếp là các đồng bào ở quốc nội và hải ngoại trên cái Thăng Long Minh Tiến YouTube. Đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Vâng. Và cái mỗi một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ nó đều gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới. Thậm chí là có những cái cuộc nó gần như là ồn ào lắm thưa bác. Không biết là bác có thể chia sẻ và lý giải những cái việc này nó như thế nào ạ? Giữa các đảng phái ở bên đó ạ? Thì bây giờ mình nói chuyện nó phải có cái chủ đề. Bây giờ mình nói bầu cử thì tại sao một cái đất nước tư bản lớn như Mỹ nó lại ảnh hưởng trên toàn thế giới? Thì bác xin được nói rõ ra như thế này. Thật sự nhiều người không hiểu thế nào là tư bản đâu. Cũng như nói là vô thường. Thì bác có đi rất nhiều ông sư. Có 5.000 ông sư tập họp ở Gan Ro này. Bác cứ đi hỏi. Thế là thưa thầy con có là nghe thấy vô thường là gì? Thì tới 499 ông sư không biết vô thường là gì. Thì bác nói là thôi bác đi về, bác mua cuốn tự điển của Nguyễn Văn Khôn đó, Việt Anh. Thì bác sẽ thấy vô thường là to change, là thay đổi. Đang giàu thành nghèo, đang ốm thành mạnh, đang trẻ thì thành già. Đấy. Đang là thiếu úy thì trở thành cải tạo viên Nguyễn Ngọc Lập. Thì hôm nay thì bác lại nói về tư bản là capitalism. Nhưng mà cũng nhiều người bác hỏi thế mày có biết tư bản là gì không? Không biết. Không phải tư bản là các quốc gia đi bóc lột hay đi khác người ta đâu. Tư bản thật chất của nó đó là vốn. Tư là riêng cái bản. Bổn là riêng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tư bản đây là vốn. Cho nên không phải là chống tư bản. Mà cái thằng nghèo nó bị thằng giàu nó bóc lột. Nên chống lại cái thằng nó bóc lột mình. Thì chủ nghĩa cộng sản đó, nó là con đẻ của chủ nghĩa tư bản. Nó bóc lột nó mới ra thằng cộng sản, thằng socialism này. Rồi cuối cùng nó lên tới toàn cầu globalism. Cho nên cái cuộc bầu cử của một nước tư bản lớn nhất này, nó ảnh hưởng tới các nước cộng sản và các nước bé. Rồi nó đi cái chủ nghĩa toàn cầu cho nên nó bị ảnh hưởng chung. Thì trên cái globalism là Catholicism, tức là công giáo. Rồi kế tiếp nữa là trên nữa là Buddhism, tức là bên Phật giáo. Phật giáo bảo là chia đều cho nhau, đừng có tham sân si quá. Đó. Thì còn cuối cùng ấy thì đối với bác theo cái nào trong năm bảy cái chủ thuyết này thì bác theo skepticism, là bác theo nghi ngờ chủ nghĩa. Vì tư bản nó chỉ có thể giàu lên khi nó làm các quốc gia khác nghèo đi. Đấy, thực chất của chữ tư bản. Và tại sao mà nó là một đất nước Mỹ nó bầu cử mà nó lại lôi kéo nhiều thì vừa rồi bác đưa đi qua cái phần tiêu chuẩn này rồi. Thì ông Lê Vũ, ông ấy nói chuyện với bác thế này nè. Ông kỹ sư mà tờ báo Việt Quickly, ông mở chói cho cả tất cả cái Little Saigon này đó. Là ông ấy nói thế này là bác Lập ấy, khi người ta hỏi bác như thí dụ như Minh Tiến hỏi bác về vấn đề bầu cử tại Mỹ thì bác đừng có nói về sách vở bác đã đọc thế nào, rồi đài CNN ở bên Mỹ đã nói thế nào,
rồi các cái tờ báo người Việt ở đây nó nói thế nào. Thính giả nó muốn là bác nói cái ý của bác, thấy cái gì qua ánh mắt của bác. Tức là hoàn toàn nó khác biệt đi. Như vậy mới là bác Nguyễn Ngọc Lập độc thoại. Chứ cứ dựa theo ông này ông nọ nói chết rồi. Thì bất cứ cái nào mình cũng phải nói theo một cái chủ đề. Mình đừng nói lan man nữa. Thì nước Mỹ người ta bảo là đây là chủ nghĩa thực tế, realism, rồi chủ nghĩa thực dụng. Nhưng mà hôm nay bác đề cập đấy là một chủ nghĩa thực nghiệm, và cái này ít ai biết lắm. Nó cũng như kỷ luật đó. Vâng. Tức là anh thí nghiệm đi, rồi anh mới thấy được cái đó. Thì hôm nay bác nói về cái experimentism, chứ bác không nói cái từ nghĩa thực dụng nhé. Vì cái thực của vấn đề bầu cử nó như thế nào? Đây nhé. Tại Mỹ đó, bác nói theo chủ cái nhìn của bác thôi, chứ bác không có nhìn theo thằng nào cả. Vâng. Đây là cái cuộc ghi là tổng tuyển cử của California. Thì cái thằng Việt Nam mình á, nó cũng in ra, thằng Tàu nó cũng in ra vì nó đa sắc tộc mà. Đây, cũng nó dịch ra này. Nó cũng dày bằng nhau này. Nhưng mà trong này nó có tới 111 trang được. Thì bác thấy ở Mỹ này không có thằng Việt Nam là nó có thì giờ mà nó đọc hết cái này được, nên vớt đi. Còn cái thằng Mỹ mà nó đọc được cái bản này ấy, thì nó ít nhất là nó phải có bằng cử nhân mà về kinh tế, chính trị học này nọ, về luật pháp, nó mới đọc được cái này. Mà đọc được cái này thì phải có bằng cử nhân mới được. Thì ở trong này nó ghi rất là nhiều những cái tu chính án ở trong này. Thí dụ như nó bảo là mày không được tăng tiền mướn nhà trong cái lần bầu cử này nè. Nó ghi vào đây. Thì nó có từng cái mục nhỏ như thế này nè. Thì riêng mà nước Mỹ đó, cả nước Mỹ 340 triệu người thì chỉ có 5% nó có bằng cử nhân kinh tế hay bình nhân khoa học thôi. Thì nó đọc nó mới hiểu ở trong này là cái mùa bầu cử này nó có ích lợi gì. Cho nên đa số 159 người Việt Nam ở đây đa số là dốt, nên không đọc, mình không hiểu được. Cho nên bầu cử hay không bầu cử vô ích, ném xuống đất nhé, vớt đi. Đấy là cái nhìn của bác. Mày có đọc được tiếng Anh đâu mà mày biết nó nói cái gì. Chúng mày ngu lắm cho nên nó dẫn lỗ mũi mày đi nhớ. Thì trong cái cuộc bầu cử này nè, mày có nhà đâu mà mày bị mướn rent, mà mày đi mướn nhà mày chỉ thích cái giá nó thấp như vậy, nhưng mà lạm phát nó lên, cho nên mày không hiểu gì cả, cho nên mày không biết bỏ cho ai. Nên chữ idiot á, của thuật ngữ mà tiếng Hy Lạp á, là cái thằng nó không biết về chính trị. Thì Albert Camus mới viết là idiot, là thằng ngu dốt. Nên các báo chí này nó dẫn lỗ mũi cho đi. Nhưng mà thật sự thế này, Mỹ nó có muốn Trung Quốc bỏ chủ nghĩa cộng sản không? Donald Trump nó cũng muốn đánh Trung Quốc. Nhưng mà thật sự Mỹ nó không muốn thằng Trung Quốc bỏ chủ nghĩa cộng sản. Tại vì chủ nghĩa cá nhân là individualism, thì cái IQ, tức là cái thần kinh nó tốt. Có bao nhiêu đứa như cháu ở Hà Nội mà nó đậu vào Đại học Bách Khoa. Đại học Bách Khoa thì không cần phải đấu tranh với các thằng dốt nhé. Bây giờ chúng ta muốn biết đi vào một nhập đề của bầu cử thì chúng ta phải có này. Làm giống như báo Nhân Dân này. Nhập đề này, thân đề này, rồi kết luận. Thân đề tức là điểm nghiên cứu. Có điểm A, điểm B và điểm C. Còn vấn đề kết luận á, thì phải phê bình được chủ nghĩa tư bản hay cộng sản. Cái nào là ưu thế? Nó cộng sản mà nó bảo được nhau cho nên nó trừ được dịch. Thì nó là ưu điểm. Nhá.
và cái phải đưa ra được cái giải pháp. Và cuối cùng một người mà muốn giỏi về thuyết trình một cái buổi này thì phải để cho thính giả nó góp ý. Trong những clip cháu thấy của Bác Lập là người ta khen 98 thì có hai thằng nó bảo là Bác Lập cần phải vào nhà thương điên. Thì cái đó là cái hay của nền dân chủ YouTube đó cháu. Chứ nó giơ tay nó đồng ý hết như Kim Jong-un. Thằng nào không nghe nó bắn thì cái đó vẫn đi. Thế bây giờ chúng ta nói ở trong đó nhé. Nói ở trong cái khung đó. Thì chúng ta thấy là rõ ràng ông Donald Trump ông là người giỏi chứ. Trong chính trị nhập môn á, người ta nói là trước khi muốn làm chính trị phải biết đi buôn. Mà ông giỏi đến mức độ 3 lần sát nghiệp. Mà buôn địa ốc bên Mỹ nó khó lắm cháu. Cháu bán đi 30 năm sau mà nó tìm khuyết điểm. Nó xu cháu chết đó. Vậy mà ông thành công. Nhưng mà cái này là bác cho cháu nghe rõ này. Ông Donald Trump đâu có phải là ông mua cái nhà máy này. Rồi ông sửa ra, ông làm, ông bán thành cái nhà máy này. 100 triệu thì ông bán thành 200 triệu. Không phải thế. Ông ấy trốn cái thuế của liên bang, rồi tiểu bang và của thành phố New York. Cho nên á, cái điều mà người ta nghĩ ông Donald Trump, ông giỏi vì ông mua cái nhà bé, ông xây nhà lớn, thì cái đó nó thuần túy ngu dốt. Mà khi mà người ta đối đầu với cái cao lên như vậy thì người ta đủ sức đối phó lớn. Nhưng mà ông Donald Trump ông sai như vậy nè. Ông ấy tưởng điều hành đất nước như là cái xí nghiệp mà địa ốc. Cho nên ông mới gây rối loạn vậy. Còn cái ông Joe Biden á, ông này hoàn toàn lý trí mà. Bác thấy bác phân tích ra đây nó hay lắm với cháu. Có phải nó là Mỹ nó đánh, nó mướn Việt Nam Cộng Hòa đánh thuê không? Ông Thiệu ông bảo là chúng ta bị nô lệ hoàn toàn về vấn đề. Và tôi bị áp lực quá cho nên tôi ký ở đàm Paris. Nên chúng tôi thua. Thì cái ông Joe Biden này nè, ông bảo là tao thua, mày cũng thua mà tao mướn mày đánh thuê. Bây giờ tao không cho mày vào Mỹ. Đúng không? Theo thuật nghĩ chính trị đó, nó đơn giản là sau mùa săn thì giết chó. Đánh thuê thua thì ok, mày vào tù cộng sản này, mày đi đâu mặc mẹ chúng mày. Con chó tao giết thì tao bỏ vào rơm tao bôi này, thì cả bò chét chó phải chết. Hoặc là con bò chét đó, nó nhanh ấy, nó nhảy đi, nó đi đánh thuê cho thằng khác, nó ăn máu ở chỗ khác. Thì cái ông Việt Nam mình ở đây này, khổ cái là ông ghét ông Joe Biden là vì lý do không cho Việt Nam tị nạn vào Mỹ. Mà cháu thấy không? Có cái thằng nào đánh thuê mà ngu bằng thằng Việt Nam Cộng Hòa không? Tao không thuê mày nữa thì mày đi, mày đánh thuê cho thằng khác. Mày cứ đi theo tao mà David Che là ông đại sứ. Ông bảo, bây giờ mày treo cờ Việt Nam Cộng Hòa này tao không vào. Thằng Ted Osis nó là thằng lại cái, nó làm đại sứ, nó không được. Anh mà treo cái cờ này lên thì tôi đang bang giao với Việt Nam, Cộng sản Việt Nam mà anh để này tôi không vào. Tức là nó chối bỏ cái con bò chét này. Đúng không? Mà cứ đi theo thôi. Rồi bắt đền. Đi đánh bài thì thua thì thôi. Chứ sao lại cứ đi bắt đền. Mày chung với nó. Tao đưa 10 đồng. Mà nãy tao đưa mày 10 ngàn. Mày có 100 ngàn. Bây giờ thua mẹ nó 110 ngàn. Đấy tại tao theo mày mà tao mất mẹ nó 10 ngàn. Nên là nói toàn là lý trí đấy nhé. Hay quá. Cho nên người Việt Nam chúng ta đó, không bầu cho ông Joe Biden. Ông Joe Biden ông biết là đánh Tết Mậu Thân rồi đợt 1, đợt 2 thì ông ngoại ông Mark McGavin á, ông ấy đến ngay ở Sài Gòn, ông bảo ủa sao mà nó đánh luôn cả tòa đại sứ Mỹ, rồi nó đánh luôn mẹ nó vào cả tổng nha cảnh sát thế này. Thì bây giờ mình có viện trợ cho cái thằng Việt Nam này, cũng như là mình
tiết thêm rượu cho cái thằng nó say rồi. Hoặc là bây giờ mình gửi thằng Nguyễn Ngọc Lộc vào trại xì ke rồi, rồi nó bị sida rồi, bây giờ mình lại gửi thêm cho nó một chút xì ke vào đây nữa để cho nó hút. Cái này thơm lắm nha cháu Tiến. Đừng tưởng bác không biết chơi marijuana đâu nhé. Tí nữa là bác tự thưởng bác là marijuana. Mà cái này nó cho hợp pháp bên Mỹ. Cháu thấy không? Tao đánh, tao mướn mày đánh thuê rồi, bây giờ mày thua rồi, mày lại đòi đánh thuê nữa, hoặc là mày thuê tao đánh Việt Cộng thì cái đó oan cho tao quá. Tao lạy mày một nón, xin mày tha cho tao. Đấy là cái góc nhìn riêng của bác về cái cuộc bầu cử này. Nghe theo lời ông Lê Vũ đấy. Cháu thấy không? Dạ. Cháu thấy bác lập đứng không? Có, dạ cháu có. Đấy, đấy, dưới cảnh sát không là bác leo lên trên, bác chống cộng số 1 đấy. Đại VT4 qua Mỹ, bác cho quay. Đây là ông John McCain đúng không? Dạ đúng rồi. Nó bảo là bác đọc thơ trước một năm 50 người. Bác coi là bác lập đây này. Vâng. Đứng trước 141 đài truyền hình để binh vực John McCain làm tổng thống. Đây, cái này 150 người đây này, 50 người. John McCain, thằng bố láo. John McCain là phi công bị bắn rơi tại Việt Nam. Dạ đúng. Thì tại sao mà ông John McCain được người Việt Nam nó bầu về, nó nghĩ ui thằng này nó bị bắt vào vỏ hỏa lò, treo ngược nó lên để đổ nước đáy vào lỗ mũi, thế nào nó cũng phục thù cộng sản. Nó ngu mà, nó bị hướng dẫn như thế. Đây, John McCain. Ở đây, hình. Mà bác lập một mình đứng ở trên sân khấu nói tiếng Anh thì vì không thằng nào nói tiếng Anh hết. Thấy Mỹ là sợ mà. Đấy. Cho nên, đây. Nó có cả trăm hình của bác lập bên này. Coi hết sao được. Đây. Vâng. Thì tại sao 141 đài truyền hình trên thế giới nó thích bác lập. Cả CNN nó 600.000 đô la một phút. Bác đứng 32 phút như vậy. Ông Kiều Hoàng, ông mướn cô Lý Băng Băng cho cái đó là chỉ có 500.000 đô la một phút. Mà bác là 600.000 đô la mà 32 phút trên đài CNN. Thì bác cũng nghĩ mẹ. Mình mà bầu cho thằng John McCain thế nào nó trả thù thằng Cộng sản. Mình ở tù 10 năm, thằng kia nó cũng tù 15 năm. Mình nghĩ như vậy. Này. Bác bị lừa. Giờ bác khôn. Tại vì lúc đó nó muốn cho cái thằng Obama, một thằng đen đi lên. Thì Obama nó đâu có đen đâu cháu. Nó đâu, nó đẻ Kenya chứ nó đâu có đẻ ở Hawaii đâu. Thì thằng anh ruột của nó đang ở Kenya mà. Nhưng mà nó muốn dàn dựng lên cho một thằng da đen vào trong Nhà Trắng. Cho nên nó đưa ông John McCain nhà ta lên. Ông John McCain nhà ta đưa lên là vì lý do sao? Ông John McCain là một sĩ quan vô kỷ luật. Người ta ra lệnh là 5 cái máy bay đánh ở Hà Nội thì máy bay còn thằng nào rớt là để tao, cái thằng rescue là tao. Ông đang bay thấy thằng bạn bị rớt thì ông quay lại. Thì nó lọt vào cái ổ phòng công 37 ly Sam này, nó bắn ông rớt theo luôn. Thì đáng lẽ bình thường đó, không có cái vụ bầu cử để mà dàn dựng như vậy để cho nếu mà mày không chịu thua thằng Obama là tao đưa mày ra tòa về tội vô kỷ luật. Cho nên trong chính trị, cái gì cháu tưởng không phải là dàn dựng thì nó cũng là dàn dựng nhé. Thì như vậy nó mới có một thằng da đen đi lên. Nhưng mà cái điều quan trọng này này, chúng ta phải nhìn trên lăng kính của quyền lợi. Chúng ta bầu cho Donald Trump chúng ta được gì? Và bầu cho Joe Biden là nó xúc phạm chúng ta, nhưng mà nó có thể làm cho thế giới bình yên hơn.
Donald Trump nó làm như thế này thì có phải là 10, 12 cái 10 cái điều mà Trung Quốc nó đã nhái hàng của Mỹ đó. Imitation nó đầu hàng thì nó bắn con virus không? Mà dồn nó vào đường cùng thì nó bắn con virus chứ. Nó chủ nghĩa cộng sản mà làm sao mà nó lại phát minh được, nó phải bắt chước chứ. Đúng không? Thì nó bắn con này. Mà nước Mỹ cháu cứ tưởng là ui giời Black Lives Matter, nó thằng da đen nó bị đánh thế rồi nó xin I can't breathe, tôi không thở được. Rồi cái đó có đâu không? Ông Joe Biden á, ông đi chung với một bà da đen để làm gì? Trong tương lai mà tao hất cái thằng Donald Trump xuống á, thì cái con da đen là nó lên nó can mê cái thần kinh của những đứa mà da đen thiếu học thức bị xúi giục. Thì cháu mới thấy được vấn đề chưa? Cho nên lăng kính của quyền lợi nó như thế này. Nếu mà China đó, tức là Trung Quốc mà chịu thua đó và rút lại cái con virus này, về con corona 19 này, COVID-19 này, thì ông Donald Trump ông sẽ không có được cái chức đó, mà ông Joe Biden ông sẽ được. Cho nên cái đó nó giống như một cái game chơi vậy đó. Nó có những cuộc đánh cá mà thằng Nga nó ủng hộ ông Donald Trump cho nên nó nói ê, thằng Joe Biden nó có mấy đứa con nó qua đây nó hối lộ mấy trăm triệu, tao có bằng chứng này. Tao bầu cho mày. Cái game mà thì nó deal lại với lại nước Mỹ, ê, mày mày đánh chết mẹ thằng Thổ Nhĩ Kỳ cho tao đi, tao bầu cho mày Donald Trump. Đấy. Nó giống như ngày xưa là Mỹ nó bắt tay với lại Trung Quốc thì tao biếu cho thằng Trung Quốc. Để Trung Quốc mà nó bắt thằng đàn em Hà Nội ấy, cho tao rút quân thì tao cho mày Hoàng Sa, đâu phải đất của nó đâu. Thấy không? Đây là cái cú điêu. Nó trả giá với nhau. Cho nên mới có chiến dịch là thay màu da trên xác chết. Thấy chưa? Đó, thành bây giờ đây là cái deal của ba cường quốc. Thì Putin nó bảo này, ê, đừng có tin thằng Trung Quốc nha. Thằng Mỹ với thằng Trung Quốc nó là một đấy. Nó là con vợ bé không chính thức của thằng Mỹ, nó là con ô sin ấy, cách đây 3 năm Putin đã nói như thế. Nó bắt tay là chết mẹ. Mà khi mà Liên Xô tan rã thì thằng Trung Quốc nó phá cái Tajikistan về Kazakhstan, nó xây cái xa lộ như vậy. Thì thằng nó mà dàn nó 100 triệu quân trên sông Usuri thì chết thằng A làm sao? Cho nên ba thằng đó là một cái kiềng ba chân. Mà bây giờ nó phải đưa ra cái chiến dịch là đánh Trung Quốc. Mà thật sự bác mới bác trình bày 18, 14 đứa con thì chết mẹ nó, 6, 6 đứa con chết đói có cần đánh đâu. Nhưng mà như vậy thì nó mới bán được F-35 cho Đài Loan, bán 100 máy bay cho Nhật. Như vậy thì phải có xung đột thì mới có chiến tranh chứ cháu, mới bán được vũ khí chứ. À, cho nên chúng ta nhìn trên lăng kính của quyền lợi. Cho nên nhà nước mình hay lắm. Mà bác thấy nhà nước mình với bác, Đảng Cộng sản Việt Nam với bác cũng giống như ông Do Thái đấy. Nếu mà ông Joe Biden, tao tao ủng hộ mày 500 triệu đô la trong cái cú này nhé. Những thằng mà đi hành lang thì bác cũng bầu cho Donald Trump 500 triệu. Để chi thằng nào lên tao cũng 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 được sướng ấy, hiểu không? Tao có hột quẹt thì mày có thuốc, tao có thò chai rượu thì mày mày bỏ ra cái chân giò đấy. Cho nên đồng hương đồng chí đồng bào, đồng hồ Rolex và đồng đô la, tổ quốc tổ cò không bằng tổ ấm. Nhưng mà nghe nói là dân chủ với cộng hòa nó sẽ cho 1.200 là thằng nào cũng thích hết. Thì cái đó nó gọi là mị dân.
Mà mị dân là gì? Là demagogy. Mị là gì? Là lừa dân. Nhé. Dân đen mà bị lừa thì thưa quan. Quan mà bị lừa thì thưa thủ tướng. Thủ tướng mà bị lừa thì thưa tổng thống. Tổng thống mà bị Mỹ lừa thì làm gì? Tự tử hay là mướn ông khác. Nên Ngô Đình Diệm thấy như vậy, Nguyễn Văn Thiệu thấy như vậy, mới xin lãnh sự Pháp can thiệp vào trong chiến tranh Việt Nam. Nó có từng nấc một đấy bác. Có phải lúc tiểu học á, Minh Tiến bị thầy dạy học lừa không? Rồi trung học thì lừa khác, rồi đại học là lừa khác, master thì lừa khác, mà tiến sĩ thì lừa khác. Mà trong binh pháp thì không có cái gì mà không được lừa. Trong binh pháp là tha hồ lừa dối. All is fair in love and war. Nhá. Cho nên á, người mà vô tư đó thì phải sống theo Thánh Kinh, vì Thánh Kinh viết như vậy này: đa số và toàn thể chính phủ khắp nơi trên thế giới là đang nằm dưới tay của thằng quỷ. The majority of the devil of the government is now under the hand, are now under the hand of the devil. Cho nên nó manipulate, nó xào qua, nó xáo lại vậy thôi. Chứ có thằng nào đi làm mà không lấy tiền chứ. Thì thằng Joe Biden nó làm vậy thì con mới ăn hối lộ được. Mà bây giờ ông Donald Trump ông bảo tôi lên tôi 4 tỷ, giờ mất mẹ nó tỷ. Nhưng mà con Donald Trump nó làm ăn ở Trung Quốc ấy. Đừng có hỏi con virus corona nó từ đâu đến. Nó ở phòng thí nghiệm ở Dallas hay nó ở bên Vũ Hán? Mà mình phải hỏi này nè, khi con virus nó đến đây thì nó có giết mình không? Và sau khi nó đi rồi nó có ra con 20 không? Con COVID-20 không? Hay nó không ra con corona, nó ra con Heineken thì bỏ mẹ mình. Cho nên vấn đề quản ra đó là đừng có nói tới chính trị, chính em và chính cơm. Đọc không được cái bản tổng tuyển cử bằng tiếng Anh, không hiểu gì cả. Trong ở trong này nó viết hàng ngàn dự án trong này, nó chi chít, nó bé tí thế này, đọc còn chưa hiểu mà còn đi bầu cái gì. Ở Việt Nam nó cứ bảo bên cộng sản ấy, nó dàn dựng đấy, đảng cử mà dân bầu. Thế ở bên Mỹ đấy, đảng dân chủ nó không đưa cái thằng Joe Biden lên để cho dân bầu là gì. Thằng cộng hòa nó không đưa lên cái thằng Donald Trump lên để cho dân bầu là gì. Dân bầu hay là tài phiệt bầu, cử tri đoàn nó bầu. Còn tài phiệt nó là xã hội đen. Đừng sợ nhà cầm quyền, sợ nhà cầm đồ. Nhà cầm quyền nó từ từ nó bắt, còn nhà cầm đồ mẹ ông chả giết liền. Cho nên bác có thể đi tới kết luận được chưa? Dạ, được ạ, rất hay bác ạ. Thì bây giờ chúng ta nhìn đây này. Đây là cái thằng Mỹ tượng đài này. Đúng rồi. Mỗi thằng nó nhìn qua hướng. Ở Cali đấy. Cali đấy, tượng đài lớn lắm ấy. Vâng. Hai thằng này có hai mục đích khác nhau mà. Vâng, hai lá cờ hai bên, là mỗi ông nhìn một hướng. Mỗi thằng một nhìn một hướng. Thế là đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi. Bác là bảo nói ông lập, ông nói phét. Thì thằng Mỹ nó muốn xài hết 10.000 tỷ đô la nó làm B-52. Rồi 10.000 tỷ nó làm bom. Thì nó đưa vào Việt Nam. Mục đích của nó là nó tiêu hủy hết cái số đó đi. Thì nó mới làm cái B-1. Chứ trước Thế chiến thứ hai làm gì có B-52. Đấy. Nên phải nhìn trên lăng kính của quyền lợi là sau cái bầu cử này thì nó giết thằng Trung Quốc như thế nào. Nhớ. Và 50% lá phiếu mà của Tổng thống Mỹ là do... Còn lại 50% nó chia 25%, một cái là của thằng Nga với thằng Trung Quốc nhé. Chứ ba thằng này mà nó không đồng ý, nó bấm nguyên tử thì chết mẹ cà ráo đấy. Bầu cái gì nữa? Bầu với bì. Cho nên bác thích đảng Cộng sản Việt Nam ở chỗ này nè. Nó giống bác với thằng Do Thái.
Joe Biden cũng mẹ tao cũng cho mày 500 triệu. Rồi tao nói có gì thì anh thương em tí nhé. Rồi thằng Mỹ nó cũng vậy. Và để kết luận, bác đi Jerusalem ấy, thì ở trong nó bán đủ thứ giống như bên Việt Nam mà. Bác mới biết ở Jerusalem và bên Do Thái nó có tới 300.000 thằng Mỹ nhá, tóc vàng mắt xanh đàng hoàng đấy. Nó ở bên Do Thái. Cháu thấy có quốc gia nào trên thế giới mà có một cái số người mà Mỹ mà rạc đúng Mỹ chứ không phải Do Thái Mỹ, là ba cái thằng con lai của Mỹ như về Việt Nam đâu, không phải đúng Mỹ 300.000 thằng. Và cả cái phi trường Tel Aviv nó để có mỗi một cái xe Mazda thôi. Thì cái xe Mazda đó nó là cái xe của Nhật Bản đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cháu có quên rồi, Mazda đã thuộc về hãng xe Ford rồi. Và nên là phi trường Tel Aviv nó cho bác một cái thống kê là 300.000 thằng Mỹ gốc Mỹ nó đang ở bên một đất nước Do Thái. Và chiếc xe Mazda đã không còn là của Nhật nữa mà là của Mỹ. Cho nên mình phải nhìn vấn đề theo một cách nhìn hoàn toàn khác như là bác Lập. Thì mình không bị tụi nó xỏ mũi nó dẫn đi nhé. Kính cảm ơn. Xin cảm ơn bác Lập với sự phân tích qua cái việc bầu tổng thống ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên cháu nghe phân tích qua cái góc nhìn như thế này. Rất cảm ơn bác đã cống hiến cho khán giả của Thăng Long TV những cái lập luận của bác về vấn đề bầu cử và vấn đề trong và ngoài nước. Hy vọng sẽ được gặp bác trong những chương trình kế tiếp, và cảm ơn bác, chúc bác có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Xin chào tạm biệt quý vị và chào bác ạ.